Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tin Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện phẩm thứ 9 xưng danh hiệu chư Phật. Khi bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con xin vì chúng sinh đời này đời sau mà nói rõ ràng các sự lợi ích khiến cho bọn họ trong vòng sinh tử được lợi ích lớn. Xin Đức Thế Tôn cho phép con nói. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát: Nay ông muốn khởi tâm từ cứu vớt hết thảy chúng sinh trong sáu đường khổ, đấy chính là lúc ông nên nói đi. Nếu ông sớm làm xong bản nguyện đó thì ngay bây giờ tôi nhập Niết Bàn cũng không còn phải lo đến chúng sinh đời này đời sau. Địa Tạng Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng số kiếp về thủa xa xưa, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, thì người này, nếu có người nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, lòng tạm cung kính để được siêu thoát tội nặng sinh tử trong 40 kiếp, huống chi lại còn tô vẽ, tô đắp hình tượng, tán thán cúng dường, thì người được vô biên phúc đức. Lại hàng hà xa về kiếp xa xưa, cũng có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe lấy danh hiệu của Đức Phật đây, chỉ trong giây lát phát tâm quy thì người ấy tu đến ngôi vô thượng, không bao giờ còn bị lưu chuyển nữa. Lại đời xưa có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe lấy danh hiệu của Đức Phật đây, thoát qua lỗ thay thì người này sẽ được nghìn lần sinh lên cõi trời lục dục, hướng lại gốc lòng xưng niệm danh hiệu. Lại đời xưa Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y chỉ trong một niệm thì người ấy sẽ được vô lượng chư Phật xoa đầu thụ ký. Lại đời xưa Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, dốc lòng chiêm lễ tán thán thì nơi các hội trong đời hiển kiếp của nghìn những Phật, người ấy sẽ được làm đại phạm vương và được thụ ký vào ngôi vô thượng. Lại đời xưa có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, chẳng còn sa đọa vào đường ác nữa, thường được sinh ở cõi trời mọi người hưởng thụ sự cực vui. Lại đời xưa có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bảo Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, nhất định chẳng còn đọa vào đường ác, thường được sinh vào cõi trời hưởng thụ những sự vui vô cùng. Lại đời xưa có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, sinh lòng cung kính thì chẳng bao lâu người được chứng quả A-la-hán. Lại đời xưa có Đức Phật ra đời hiệu là Cà Sa Tràng Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, thì người này sẽ thoát tội 100 đại kiếp. Lại đời xưa có Đức Phật ra đời tính danh hiệu là Đại Thông Sơn Tương Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, thì người này sẽ được gặp hà sa chư Phật nói pháp rộng trong ngay rồi tất thực được thành đạo Bồ Đề. Lại đời xưa Đức Phật ra đời hiệu là Đức Tịnh Nguyện Phật, Đức Sơn Phương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thanh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật. Còn có chư Phật Thế Tôn như thế nhiều không kể xiết. Tất cả chúng sinh đời này đời sau, hoặc ở cõi trời hoặc ở cõi người, nếu niệm danh hiệu được một Đức Phật thì được vô biên công đức. Cũng chỉ là niệm nhiều danh hiệu Phật thì chúng sinh đó lúc sinh lúc tử được lợi ích lớn, không còn đọa vào đường ác nữa. Nếu có người nào khi sắp mệnh chung, tất cả hay chỉ một người vì người ốm đó cất cao tín niệm một danh hiệu Phật, khi người ốm chết trừ tội vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu diệt cả. Tội vô gián kia tuy rất nặng nề trải qua kiếp, nhưng lúc lâm chung người ta vì mình niệm danh hiệu Phật thì những tội nặng cũng đều tiêu diệt. Huống chi là chúng sinh mình xưng niệm danh hiệu chư Phật thì được vô lượng vô biên phước báo, diệt vô lượng tội. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện hết quyển chương.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.